Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Subnautica Early Access. Trong tập trước chúng ta đã đi vào Aurora và lấy được một vài thứ. Tuy nhiên bên trong đó vẫn còn nhiều thứ giá trị nữa nhưng mà mình chưa mở cửa được vì thiếu laser cutter. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp một vấn đề nữa, đó chính là hết chỗ chưa. Giờ chúng ta hãy nghe thử cái này cái coi. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Và con tàu Sunbeam đã tới được gần cái hành tinh. Hiện tại nó đang tìm chỗ để có thể đáp xuống. Và mình thì đang tìm thêm những cái cord. Chúng ta sẽ cần phải có hai cord. Sao ghê vậy? Gradfish không vậy? Nguy hiểm quá vậy? Và chúng ta sẽ bơi về cái nào? Ta sẽ cần phải thực hiện một cái căn cứ tạm thời để mình có thể tạo được những cái locket hay là những cái chest này nọ đó. Chúng ta có thể chứa đồ ở trong. Và ta sẽ cần phải có em này. Cất cái gì vô đây? Không có gì cất. Đem hết luôn, lấy thêm mấy cái này coi. Sao nó không cho tôi lấy inventory full rồi hả? Full sớm quá vậy. Và cất cái bronze suit poster vô trọng. Mình sẽ cần phải làm một cái kiếng. Và mình sẽ làm thêm một cái flashlight. Cái này bên trong Aurora có, nhưng mà chúng ta chưa vô được cái khu vực được quan trọng để kiếm được cái món đó, nên mình bắt buộc phải làm thôi. Giờ chúng ta sẽ lấy cây Habitat Builder xuống. Và ta sẽ xây dựng một cái compartment. Chưa có chuyển cái Titanium nữa, thiệt là. Chuyển Titanium cái thiệt là nhanh coi nào. Nó đây. Titanium. Và chúng ta sẽ có được cái compartment. Hồi trước giờ mình xây dựng là hay để một cái foundation. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần thiết phải có foundation nữa. Rồi chúng ta hãy uống miếng nước vô coi nào. Bậy. Uống miếng nước vô coi nào. Và gắn một... Cái gì? Đấy. Thiếu mấy cái cord. Không làm được cái hatch. Trong này có cord. Kỳ cục. Thiệt là tình. Cứ phải chạy lên chạy xuống hoài. Lấy cái này làm cái hatch. Và ta sẽ vô được bên trong đó. Bây giờ nó sẽ có trừ 1 và hơn nó sẽ có là 8.0. Và locket còn thiếu cái gì vậy? Hồi nãy locket nó còn thiếu titanium. What? Tại sao lại thiếu titanium? Tôi không tin Metal Savage. Tiếc là tình. À, có nhiều bạn hỏi sao mình không mở tiếng Việt chơi. Không cần thiết. Bởi vì có một điều thôi. Mình không biết là ai là người dịch tiếng Việt. Không biết là phải chính đội ngũ phát triển game dịch hay không. Có thể là một người khác dịch. Có nó sẽ không thể nào đảm bảo được cái độ chính xác. Chúng ta sẽ hiểu sai cái cốt truyện. Giống như có nhiều bạn nói trong những tập trước vậy đó. Cái vụ gì đó mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà mình thấy cái đó nó sai. Nó không có đúng. Và ta sẽ bỏ sai Club Engine vô trong này. Battery cất bớt. Cất mấy cái này đi. Và ta còn cái gì nữa không? Flare thì chúng ta bỏ một cây vô trong đi. Cây nào chúng ta đang sử dụng ta? Mình cũng hết biết luôn rồi đó. Kệ xài đại đi. Và ta đem ba cái battery thôi. Titanium bỏ lại. Propulsion Cannon cầm theo. Cái này chúng ta sử dụng bớt một cái đi. Rồi ta sẽ đi ra bên ngoài. Hiện tại nó chưa có điện, cho nên chúng ta sẽ không thể nào có được cái oxygen bên trong đó. Và mình sẽ cần phải nhanh chóng đi qua bên Floating Island. Ta sẽ gắn C1 Depth Upgrade xuống được 300m. Floating Island nằm ở phía bên này. Các bạn thấy đám mây đó không? Đó,
Floating Island đó. Ta sẽ đi thẳng qua bển. Khi qua tới bển, chúng ta sẽ có được Minty Purpose Room. Đó là một cái phòng rất là bự để chúng ta có thể chứa được nhiều đồ hơn. Vậy thôi, và có thể xây dựng căn cứ ngay từ đó. Bây giờ ta sẽ đi coi thử coi chỗ này. Second Officer Keen Last Broadcast Location. Hình như ở đó xuống cũng sâu lắm mà nha, 300m đó. Tới luôn nào bác tài ơi. Hình như mình không đem Power Cell theo. Thôi kệ đi, nó cũng không sao đâu. Ta sẽ xuống tới chỗ đó luôn đi ha. Và ở đây chỉ có Stalker, Sand Shark này nọ. Có gì đặc biệt nữa không? Có một cái track nào hay không? Chưa thấy. Và chỗ này Crack Field. Qua luôn. Ta sắp tới chưa vậy? Còn cách mấy trăm mét nữa. Ta sẵn đây đi luôn đi. Chúng ta sẽ xuống dưới này. Và khỏi ngồi lên thử đâu. Có chuyện gì là quay đầu bỏ chạy liền. Chỗ này chắc chắn là an toàn. Và ta sẽ có gì ở đây? Ở đây theo mình nhớ có một cái track đằng kia kìa. Và chúng ta sắp tới được cái chỗ cần phải tới rồi. Và phải cẩn thận một chút xíu. Nơi đây nó sẽ sâu hơn 300m. Và ta sẽ xuống tới đâu đây? Mọi người đã thấy em ấy chưa? Mình vẫn chưa thấy. Last broadcast location. Stranded near the key system. And under attack. Đâu ta? Live port số 19. Biodiversity in this region is unusually low. Rồi, và chúng ta xuống dưới này luôn nè. Quên đem theo cái rebreather rồi. Có rebreather nó sẽ tốt hơn. Ta vừa scan alien vent. Và đây là court. Con bleeder. Thiệt là nó cắn tôi. Einstein. Sao scan cái cây này nguy hiểm quá vậy? Đi qua cái cây ít nguy hiểm hơn mà scan. Rồi ở đây chúng ta có aluminum dioxide. Không gọi là aluminum dioxide nữa, mà gọi là ruby hả? Hồi trước nó là aluminum dioxide. Lo ham vui quá. Vô đây hít thở cái coi. Rồi ra. Chúng ta sẽ có Reginald phải không? Con đó là Reginald. Chính xác. Chụp nó đi. Reginald. Tốt. Bắt nó. Còn con Reginald nữa. Bắt luôn. Và Einstein ở đây sao cũng nguy hiểm quá vậy? Cái cây nó có thấy mình chưa ta? Lại là mấy đứa này nữa. Thiệt là. Gel sack. Lấy nào. Một thứ cũng rất là quan trọng cho quá trình phát triển của chúng ta. Đây là gì? Table coral. Mình không có nhiều chỗ để có thể chứa, cho nên chúng ta cứ từ từ. Và trời cũng đang bắt đầu tối thì phải. Ở đây nó có một vài cái mảnh vỡ. Chúng ta có gel shark. Bóng ma. Không. Và đây là gì? Đây là một cái quả trứng. Đây không có gì. Bên này cũng không có gì. Bên kia không có gì. Đây là gì? Power cell charger fragment. Hai mảnh đúng không? Hai mảnh. Và ta cần một mảnh nữa. Chúng ta sẽ cần có battery charger fragment. Power cell có thì tốt rồi. Và còn cái gì ở xung quanh đây?
cave system. À, gel sét cơ. Ta có hai cái gel sét cơ đúng không? Vô lấy luôn cho đủ ba cái. Chỗ này ghê quá. Nhìn thấy nó thật là ghê gớm. Kinh khủng. Và chúng ta sẽ tìm cái chỗ phát tín hiệu đâu rồi. Stop here. Đi ra bên ngoài. Scan được cái gì thì scan. Thermal plant fragment 3 món. 2 món à? Thì mình nhớ là 3 món. Chúng ta sẽ có thermal plant. Tốt. Rồi có gì đặc biệt nữa? Bronzut torpedo arm. Quá dữ. Ủa? À, giờ này nó mới thông báo. Bronzut torpedo arm. Tuyệt vời. Ta da. Moon pool. Thermal plan. Ồ, thermal plan chúng ta có rồi đúng không? Chúng ta đã có đủ thermal plan rồi. Bronzut nữa rồi. Moon pool. Moon pool tới 3 mảnh lận. Moon pool 2 mảnh hả? Ờ, à, vậy là mình nhớ lộn ha. Rồi, chỗ này ngon lành quá ta. Ê, chết đó, chết đó. Swim to the surface. Không. Hàm vui quá. Từ từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Ấy, uống miếng nước coi. PDA kìa. Phải không? Ồ không. Đó chính là một cái blueprint. Gì đây? Vehicle upgrade console. Tuyệt vời. Chúng ta đã có moon pool. Chúng ta có vehicle upgrade console luôn. Đó là nơi để chúng ta có thể nâng cấp. Và đây là mảnh Bronzut torpedo arm. Mình chưa cần torpedo. Cái mình cần là cái Kraplin arm và cái gì đó, drill arm nhiều hơn. Torpedo thì chưa cần lắm. Chúng ta có command chair. Chứ phải commander chair. Commander là ghế chỉ huy rồi. Phải là commander chair nó mới vui ha. Và có cái bàn. Bàn này thì scan mất tiêu rồi. Giờ để vô trong này một cái. Ta đang ở dưới 200m. Thành ra mình cần rất là nhiều khí oxy. Nó sẽ tiêu thụ nhiều hơn. Khổ vậy đó. Không có đem cái rebreather theo. Đã chế tạo mà không đem theo mới dữ. Vô trong này. Đây, power cell charger fragment. Hoàn thành. Tuyệt vời. Light stick fragment. Ồ, cái này scan chưa? À, giờ chúng ta có. Vậy là chưa scan hả? Bên dưới đó không có gì cả. Bên này cũng không có gì cả. Và ta cần một cái laser cutter để có thể mở được cái cửa đó. Thiệt là tình đó nha. Và trời thì tối thôi. Rồi chúng ta có cái gì nữa không? Nhìn lại lần nữa coi. Ta không còn gì nữa thì sáng nay mình cũng phải quay lại một lần. Ta đã coi thử chỗ đó rồi. Đó là cái gì? Một đống radio. Vậy là không có gì nữa. Bây giờ nào. Và nhìn lại cái chỗ. Không phải ngay ở bên đó. Ta vừa lấy cái blueprint ở bên đây. Hình như là ngay vị trí này đúng không? Cái ông nào phát tín hiệu gì đó. Phải đây không? Sao bữa nay tìm khó vậy ta? Oh yeah. Chỗ này hả? Chỗ này xuống thì hơi sâu. Xuống thì cũng được, chứ không có vấn đề gì. Cũng không có gì nguy hiểm. Đó là cái gì? Uranium. Một màu huyền ảo. Và uranium. Phải không? Ê, Whopper. Không chơi. Thôi, đi. Để khi nào trời sáng hơn đi, mình sẽ quay lại đây chơi. Tại giờ trời tối quá.
bị Whopper nó dịch chuyển đi nữa. Khó chịu. Và chúng ta đang ở đâu? Mình cũng hết biết luôn rồi. Chúng ta đi về phía bên nào? Hồi lạc đường á. Second Officer King last broadcast location kìa. Đúng rồi, chúng ta đang đi về hướng này. Và sau đây nó có một cái hang động gì nữa đây? Phải không? À đây rồi, chính xác. Có một cái light pod ở bên dưới. Sit up here. Gel sack. Rồi một cái cây có PDA. Có một cây quặng cord. Rồi có gì bên đó? Chạy xuống đây trước đi. PDA đâu? PDA là cái quan trọng. Data download. Integrating new PDA data. Cái gì đây? Ultra High Capacity Tank. Quả đã. Nhưng mà cần phải có cái bộ upgrade trước đã. Giờ vô trong này coi. Và trong tập trước thì mình biết mình bỏ lại một cái PDA. Tại vì cái PDA đó nó sẽ nằm trong cái tín hiệu của cái lần khác. Và chúng ta hãy ngó thử coi. Data download. Không nói cái gì trong này. Alien scan data, alien vent. Cái này hồi nãy chúng ta scan. Rồi second officer light pod số 19. Có nữa hả? Keen, this is Aurora, come in. This is Keen, light pod detached, okay, planet fall in 30 seconds. À thôi, không cần nghe đâu. Nghe làm gì? À, giờ chúng ta sẽ nổi lên mặt nước. Cẩn thận, đừng có lủi vô bất kỳ một tảng đá nào. Trời tối như thế này rất là dễ đi lạc. Mà lạc vô một cái khu vực nguy hiểm là còn chết dở hơn nữa. Đây chỉ là một con si mọt bé nhỏ thôi. Trời hình như cũng sắp sáng. Và ta cũng hay thiệt. Lên ngay Floating Island luôn bà con ơi. Lót ra cái nào cưng ơi. Chúng ta sẽ lên trển. Floating Island có hai đường đi. Giờ mình sẽ đi cái đường ở bên dưới. Mình cũng rảnh lắm. Thường chúng ta đi ra từ cái hướng từ bên cái light pod qua đúng không? Nhưng mà lần này mình sẽ đi cái hướng ở bên dưới. Xuống. Rồi. Và ta vừa có một cái tín hiệu radio nữa. Đây là cái lối vô khác. Và Aurora Rendezvous Point Triland. Ta-da. Lên đây. Đây là những cái con floater khổng lồ. Anson Flotter Scan. Ta lên trển coi. Có một cái PDA. Và coi thử có Anson Flotter. Bự ghê chưa. Và nó tìm thấy được một vài cái dấu hiệu của sự sống. Rồi bấm vậy thôi. Để chúng ta lên trên này. Ta lấy cái Propulsion Cannon ra trước. Trên này có rất nhiều thứ. Giờ chỗ đó đi vòng qua đây hả? Sao thu rảnh nó vậy? Có đường nào lên đó mà. Đường lên nằm ở phía bên kia. Ta đi qua thôi. Giờ ta ăn uống một cái. Qua bên này. Nhảy qua. Đây là một cây nấm pink cap. Cây nấm màu hồng. À, có gì nữa không? Cây này không scan được. Cây nấm và cây lá màu. Lên trên này. Vô trong đây. Ta đi lên ngay giữa cái hòn đảo. Và có rất nhiều thứ chúng ta có thể scan được ở đây. À, đường này không phải là nơi để đi. Ta sẽ đi về phía bên này. Ta đang ở phía gần sau đó. Ê, cái gì vậy? Bấm lộn. Tự nhiên lủi xuống à. Đường lên ở bên đây. Lủi xuống làm gì không biết nữa. Dưới này có gì đâu mà lủi xuống. Lủi xuống mất máu chứ làm cái gì. Lên trên này đi. Và có cái cây không scan được. Cây này thì scan được. Bumble tree. Scan để lấy cái thông tin của cái hành tinh ở đây.
Và có cái này là Crux Basket. Nãy chúng ta lên hướng này nè. Mình đâu có cần phải lủi xuống đó làm gì đâu. Tại mình quẩn quá mà. Voxel Shrub. Đây nữa. Có những cái cây nấm rất là lạ và những cây bông cũng rất là lạ. Rồi ta sẽ đi về hướng bên đây. Có một cái cây lạ nữa kìa. Này là lá thôi. Mint plant. Ken luôn. Có gì nữa không? À đây. Jaffa Cup. Scan luôn. Này giống như chúng ta là nhà thám hiểm đi thu thập thông tin của cái hành tinh này vậy đó. Và leo lên trên này. Hết chưa? Còn gì nữa? Rồi ở đây có gì nè? Có cục đá kìa phải không? Không phải, gốc cây thôi. Wow, exterior grow beds. Chúng ta có marble. Chặt ra, lấy hột giống. Rồi cầm theo một trái, hai trái. Cầm hết cũng được nữa. Hột giống nhiều vậy. Hốt hết luôn. Ê, cái trái đó chúng ta chưa scan. Quên mất. Chinese potato. Ê, scan luôn đi ha. Ngộ ghê á. Này là kinh khủng lắm nè. Lên tới hành tinh lạ cũng có cái này nữa. Và bên này có gì nữa không? Ta sẽ đi lên trển nào. Mọi thứ ở đây đều đã được scan. Giờ ta có hai con đường. Đi lên trên hoặc đi xuống dưới. Vậy thôi. Đi qua đây. Chạy lên trên. Có gì lạ không? Không có cây gì lạ nữa hết. Mà sao chúng ta lên đây không biết đây là hành tinh gì mà lại có thể biết được cái tên của cái cây cũng hay thiệt đó chứ. Rồi giờ mình sẽ đi về hướng này. Nhớ nhìn nhìn xuống dưới chân nha các bạn. Coi chừng té xuống dưới thôi. Chúng ta chạy ra coi thử coi. Thì ghê chưa. Và mình sẽ đi một vòng luôn á. Qua bên đây. Chạy qua đây. Có cây gì lạ không? Có vẻ như chúng ta scan gần hết rồi. Lên trên này inventory full luôn mới ghê. Work. Work. Ăn vô. PDA. Bấm. Degasi Voice. Degasi Seabay. Chạy coi. Chạy thì chạy nhưng mà cũng phải rất là cẩn thận. Ta còn thức ăn và còn nước uống. Đó là Degasi Seabay. Con đường đó chúng ta đi lần nào chưa ta? Rồi có cây lantern tree nè. Cái này từng là một trong những cái loài cây cho thức ăn tốt nhất. Mà bây giờ bị giảm sức mạnh rồi. Nên nó yếu lắm. Cái con ở đâu rồi? Bye bye. Oh yeah. Mất hút. Còn nữa. Mấy con lợn. Xuất hiện bay. Hey, thấy rồi. Bye bye. Bình thường là sử dụng cái Repulsion Cannon bắn cái chết ngắt rồi. Đâu cần phải mất công đến như vậy đâu. Alright. Ê ê ê. Chụp cũng hụt nữa thiệt. Ây da. Thiệt là. Thấy ghét. Vô chặt cho nhanh. Rồi. Rồi sao? Nó chết ngay cái tháp led của tôi nữa. Giờ chúng ta scan cái multi purpose room một cái. Khó xử quá vậy ta. À ha, kéo cái xác ra được rồi nè. Mừng ghê chưa. Con này giống như con cua vậy đó. Cái bụng nữa thấy không. Có hai cái càng nữa. Hai cái răng chứ. Và để scan cái purple tháp led cái coi. Scan. Cái miếng gì bự quá vậy? Đập đầu được không? Và có PDA. Degasi Seabay. Rồi ta đi ra bên ngoài. Cho tôi ra! Bên kia có cái gì kìa? Stasis Rifle. Tuyệt vời. Chuyến đi này
có thể nói là có được rất là nhiều thứ. Rồi đi qua đây, Stasis Rifle. Nó sẽ cần hai mảnh và chúng ta có được một mảnh rồi. Ngoài đây còn gì hay không? Bung hết, scan luôn. Cái lâu dữ ha, tại cái miếng này nó bự quá. Còn gì nữa? Có gì có thể scan được không? Hết rồi. Ê. Xách cái này ra để hù thôi, chứ đâu có làm được cái gì đâu. Hồi nãy có cái supply crate và data box. Underglyphin, tuyệt vời. Data box. Xuống nào. Legacy C-Bay, không phải của Legacy nữa. Đây là Legacy Voice. Có gì scan được không bay? Có gì không? Đây chúng ta không, hình như không vô được đúng không? Ủa vô được hả? Hồi trước nhớ không vô được. One plan này nọ. Rồi còn gì ở đây không? Chắc chắn là không còn gì mới đi nha. Scan này nọ lấy hết nha. Hết rồi. Giờ chỗ này sạch sẽ rồi. Và ta sẽ đi ra chỗ khác. Giờ mình cũng muốn đi thử coi hướng này nó có cái gì. Sẵn đây lấy tên Lantern Food một cái. Ăn. Lantern Food. Ăn. Đừng có ăn mấy cái hộp được rồi. Ăn hộp mắc cổ chết. Ăn để có thêm nước thôi, tiết kiệm. Ăn tiếp. Bên này hình như là không có dẫn đi lên mà dẫn đi xuống. Ghê quá. Đi ngay cái rìa luôn mới giữ. Chúng ta đi vô trong đây, ta sẽ dẫn được đi tới đâu? À ha. Ê, đi ra ngoài đây cũng như không à. Ra ngoài đây cũng không có gì đặc biệt. Chạy qua đây, lên trên kia. Mình cũng rảnh ghê chứ. Ôi, quay lại. Tại vì đi phía bên này là chúng ta sẽ đi đường vòng lại thôi. Và nó có một thứ đặc biệt nữa ở bên dưới. Từ từ tính. Giờ đi lên trên, lấy hết đồ đã. Cái chỗ đó cũng chưa có tác dụng gì nhiều trong thời điểm này. Ta đi nào, quay ngược lại để leo lên hai cái căn cứ ở phía trên. Trời nó cũng chuẩn bị tối. Ta sẽ nhanh chóng leo lên. Giờ là cuộc đua marathon chính thức bắt đầu. Chạy bộ, lạch bạch. Đi lên bên nào trước? Bên đó hay bên đây? Bên nào cũng vậy, quất bên này trước đi. Bên này nhìn thấy dễ lên hơn, lên trước. Bên kia khó lên quá, từ từ. Leo lên nào. Có con đường mòn dẫn lên. Ta đã lên gần tới. Và ta đã lên tới. Spotlight, scan. Ten, tuyệt vời. Và qua bên kia, supply crate, có nước. Cái này chúng ta không cần scan. Indoor Crobat, tuyệt vời. Thêm một món nữa. Và cái cây Fern Palm. Nhiều loại cây quá. Rồi có gì nữa không? Còn một cái nữa là Observatory. Cái Observatory này sẽ được scan luôn. Hơi lâu một chút. Ten xong. Lên đây có được thức ăn, nước uống. Ý, sao lần nào tôi cũng bấm dục hết trơn vậy ta? Ăn miếng, lấy hai cái rồi. Ăn. Và còn PDA cất giấu. Bắt Togo. Giờ là cuộc đua đi qua bên kia. Cẩn thận. Lên trên đó. Đường này hình như đi xuống chứ phải đi lên. Lộn. Qua đây. Chạy lên. Cây scan được không? Cái cây nhìn cũng hay, nhưng mà không scan được. Ta sẽ đi ngang qua đây. Phải không? Hình như không phải.
ta sẽ đi theo cái sườn núi này để đi lên, chứ không cần đi ngang qua đó. Và chúng ta sẽ lên tới được ở trên đó nhanh thôi. Từ từ, bình tĩnh. Mình đang chạy đó chứ phải đi bộ đâu. Lên tới rồi, chạy vô. Ta có được cái blank port. Scan luôn. Và có PDA. Legacy voice lock. Integrating new PDA data. Rồi, không có gì nữa à? Không, tại sao lại như vậy? Cho tôi cái gì đi? Hả? Cho tôi cái gì đi nha? Có cái spotlight. Spotlight đó buổi tối nó sẽ phát sáng. Nó quẹt qua quẹt lại vậy nè. Nó sẽ chiếu sáng lên. Và chúng ta cũng không cần thiết phải gắn cái spotlight làm gì. Trời cũng vừa sáng. Và cái chỗ mình đậu xi mọt ở ngay đó. Chúng ta sẽ đi theo hướng đây. Là nó sẽ nằm ở cái chỗ này, cái hướng phía sau Aurora. Và ta sẽ đi vô đây. Có một cái hang. Cái hang này có gì hay không? Chiếu đèn coi thử. Công trình gì vậy? Chạy xuống. Đó là một công trình gì thế? Và chúng ta có một cái chỗ có thể nhìn được. Và ta sẽ chạy xuống bên dưới coi nào. Ta có thể scan được cái này hay không? Ta có thể chế tạo được cái này hay không? Chắc chắn là không. Scan thì được, còn chế tạo thì không. Và nó sẽ có gì ở phía cuối đường đây? Bên trong này là gì? Một công trình. Thiệt, nhìn cái cổng này nè, mình thấy nó giống như là cái logo của Ark Survival Evolved vậy đó. Không biết có ý nghĩa gì hay không. Alien Arch. Chúng ta sẽ scan nó một cái. Mở lên coi. Alien Arch là một nơi để thực hiện các nghi lễ. Này là chỉ là lý thuyết thôi nha. Và dựa trên cái chức năng thì nó là một cái gì đó áp dụng trong ngành công nghiệp. Và đó là một hệ thống để có thể dịch chuyển rất là tinh tiến. Nó sẽ cần phải được tìm hiểu thêm. Và nó là cái gì thì từ từ chúng ta sẽ được biết. Chỗ này không có gì hết. Và chỉ có mỗi cái này thôi. Nó từng cây cột coi. Có gì scan chơi có bay. Như vậy là không có gì cả ha. Và nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta đã có được một chút thu hoạch rồi đó. Mình đã có được multi-purpose room, có được một mảnh của stasis rifle, và có power cell charger, có thêm mấy cái nữa. Và quan trọng nhất là chúng ta cũng có được cả moon pool nữa. Tuyệt vời. Đó là những cái blueprint rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng hơn trong công việc sắp tới. Và moon pool đâu rồi? Nó đây. Ta còn có cái nâng cấp dành cho Moon Pool luôn. Vehicle Upgrade Console. Quá đã. Và nói tóm lại, chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.